mỹ nhân gái già lắm chiêu được đánh giá là ngày một lên hương. Gu thời trang có nhiều biến hóa ấn tượng. Sở hữu vóc dáng mảnh mai, Lan Ngọc tự tin cân mọi kiểu dáng. Ngoài ra, một chiếc áo thun trơn ngắn tay khi kết hợp với chân váy dáng chữ A màu đơn sắc sẽ khiến bạn trông dễ thương, đáng yêu và vô cùng nhẹ nhàng đấy. Đây là cách phối đồ thông minh cho các cô nàng có chiều cao khiêm tốn. Chỉ cần biết cách phối đồ như thế này, đảm bảo hết chân dài nghiêng mang. Đặc biệt, với những cô nàng chẳng nghĩ được cách tạo dáng nào trước máy ảnh cho tự nhiên, thì kiểu góc nghiêng này đích thị là một lựa chọn hàng đầu. Chỉ cần xoay người, quay mặt sang một bên, để tay vuông góc và điểm tựa là đỉnh đầu. Ở kiểu chụp này, bạn có thể khoe được hết dáng người của bạn, từ đôi chân cho đến vòng eo.